Mình thứ check-in. Xin chào mọi người, mình là một bác sĩ hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người, trong nhóm của mình thì tình hình cách ly tại bệnh viện mình. Như mọi người đã biết thì ngày 13 tháng 7 bệnh viện đã chính thức công bố ca dương tính đầu tiên tại bệnh viện tỉnh. Ngay trong đêm ngày 12 tháng 7 thì đội phản ứng nhanh đã phong tỏa, cách ly và làm xét nghiệm tất cả các nhân viên, người nhà liên quan đến ca dương tính. Bệnh viện đã yêu cầu toàn thể nhân viên quay trở lại cách ly tập trung tại bệnh viện từ 3 đến 7 ngày vào sáng ngày 13 tháng 7. Tiếp đến thì bệnh viện đã cho xét nghiệm toàn thể nhân viên và người nhà, người bệnh đang điều trị bệnh viện. Đến chiều ngày 14 tháng 7, công tác xét nghiệm coi như đã tương đối hoàn thành. Về công tác điều trị thì bệnh viện ngưng tiếp nhận điều trị ngoại trú, hạn chế tiếp nhận điều trị cấp cứu bệnh nhẹ, vẫn nhận điều trị cấp cứu các bệnh nặng. Ban đầu các trường hợp bệnh nhẹ đang điều trị tại bệnh viện thì dự định sẽ cho xuất viện nếu có xét nghiệm âm tính với Covid, nhưng hiện tại đã hoãn lại để có cái phương án tốt hơn. Nhu yếu phẩm vẫn được tiếp tục mang vào bệnh viện nhưng tuyệt đối tuân thủ các biện pháp chống lây nhiễm. Như mọi người đã thấy thì trên clip, người nhà đến và để đồ đạc trên một cái bàn nhỏ cạnh cái cổng, xong sẽ ra về, sau đó người trong bệnh viện sẽ đến lấy chứ không đưa trực tiếp. Tình hình anh em của tụi mình trong này thì lúc đầu cũng rất hoang mang, nhưng sau thì cũng lấy lại tinh thần. Nói chung là mọi người cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhiều lần lên phương án cách ly tại khoa và tại bệnh viện trước đó nên nay cũng yên tâm hơn. Người bệnh cũng hiểu rõ về tình hình dịch bệnh nên người ta cũng rất là hợp tác. Nhiều nhà hảo tâm hôm nay đến trao tặng thiết bị y tế, nhu yếu phẩm đến người bệnh và y bác sĩ. Hy vọng tình hình dịch bệnh sẽ qua mau, mọi người sẽ cùng nhau thực hiện thông điệp 5K và tuân thủ khai báo y tế nếu có đến bệnh viện tỉnh từ ngày 30 tháng 6 để phục vụ cái công tác điều tra dịch tễ. Mình sẽ thông tin tiếp cho mọi người sau nha. Chào mọi người.